Xin chào tất cả mọi người, hiện tại thì Hà đang có mặt tại triển lãm Việt Build 2023. Và ngay bây giờ thì Hà sẽ giới thiệu tới cho tất cả mọi người showroom nhà máy tranh Tráng Gương Sao Việt. Nào hãy cùng theo chân Hà nhé. Tham gia triển lãm Việt Build 2023 với kinh nghiệm 12 năm hoạt động, Sao Việt tự hào khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực in ấn, thiết kế tranh Tráng Gương, trang trí nội thất. Sao Việt muốn đem đến cho quý khách hàng, quan khách chiêm ngưỡng, trải nghiệm tất cả các sản phẩm giúp Sao Việt tạo tiếng vang trên thị trường với hệ thống sản phẩm tranh thông tầng, tranh vách TV, tranh vách sofa với hàng nghìn mẫu cho khách hàng lựa chọn phù hợp với không gian nội thất. Tranh được đặt theo kích thước và mẫu mã yêu cầu, tiết kiệm được tối đa chi phí và thời gian thi công cho khách hàng. Các sản phẩm được sản xuất bằng hệ thống trang thiết bị máy móc luôn được cập nhật công nghệ mới, hiện đại và tối ưu, mang đến hiệu quả cao trong sản xuất. Đến với triển lãm Việt Build năm 2023, công ty Sao Việt muốn giới thiệu tới quý khách hàng những sản phẩm tranh Tráng Gương dùng cho thiết kế trang trí nội thất hiện đại. Tranh Tráng Gương Sao Việt được sản xuất trên dây chuyền máy móc hiện đại, cho ra những sản phẩm có chất lượng tốt, giá cả tốt và mang tính thẩm mỹ cao. Tất cả những sản phẩm tranh của chúng tôi đều được làm bằng chất liệu PVC chống ẩm, chống cháy và đặc biệt là an toàn và thân thiện với môi trường. Chúng tôi đánh giá rất cao về cái sản phẩm tranh Tráng Gương của đơn vị Sao Việt, bởi đơn vị này cung cấp những sản phẩm có chất lượng, mẫu mã rất là đa dạng, phong phú và hầu như đáp ứng được mọi cái tiêu chí về thẩm mỹ, về chất lượng, về tiêu chuẩn thiết kế và tiêu chuẩn thi công của đơn vị chúng tôi. Tôi là một đại lý của tranh Tráng Gương Sao Việt cũng đã được hơn 10 năm. Tranh Tráng Gương Sao Việt thì luôn cập nhật những công nghệ máy móc hiện đại nhất. Chính vì thế tôi rất vui được làm đại lý của tranh Tráng Gương Sao Việt. Quyết định này của tôi rất là đúng đắn. Và vừa rồi là những trải nghiệm của Hà tại triển lãm Việt Build 2023 và đặc biệt là trải nghiệm về những dòng sản phẩm tranh Tráng Gương tiêu biểu đến từ nhà máy tranh Tráng Gương Sao Việt. Hà đã có những hiểu biết về mặt hàng này cũng như là có những đánh giá cực kỳ tốt dành cho thương hiệu. Cảm ơn tất cả mọi người vì đã theo dõi video ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại.